Dưới ngòi bút của tác giả Kim Dung có ba đại môn phái rất đáng tiếc, vốn là chính phái mạnh nhất, về sau lại sa đọa thành tà phái. Ở trong các câu chuyện võ hiệp, tà phái được nhận định là tà ác không từ thủ đoạn. Để đạt được mục đích, nhân vật chính thường là sẽ gánh vác trọng trách đánh bại những thế lực này. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Dù sao thì xuyên suốt mọi tác phẩm đều là chính tà đối kháng, mà kết cục sau cùng thường thường đều là tà bất thắng chính. Lại nói trong kiếm hiệp của Kim Dung cũng liền có ba đại môn phái, vốn ban đầu chính là những đại phái đứng đầu phe thiện, nhưng về sau lại sa đọa thành tà ác, trở thành mục tiêu tấn công của chính phái. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp cùng tìm hiểu về các môn phái này trong kiếm hiệp Kim Dung. Đầu tiên đó là cái bang Thiên Hạ Đệ Nhất Bang. Chúng ta đều biết cố sự Thiền Long Bát Bộ phát sinh ở thời đại Bắc Tống. Lúc này trong chốn võ lâm, môn phái nào được xem là cường thịnh nhất? Kỳ thật đều không cần phải so sánh, đó tất nhiên là cái bang. Cho dù phái Thiếu Lâm lúc đó được gọi là võ lâm chí tôn, cũng khó có thể so cùng cái bang. Thiếu Lâm được xem là chí tôn phần nhiều chính là bởi vì nhận được sự tôn kính của thế nhân. Đối với các vị cao tăng đắc đạo, mà cái bang thì thuần túy là thế lực khổng lồ. Sự cường đại của cái bang bắt nguồn từ hai điểm. Thứ nhất là lực lượng quá mức đông đảo. Thế gian có bao nhiêu tên ăn mày, cái bang liền có bấy nhiêu người. Chỉ ít đến thời đại Thần Điêu Hiệp Lữ, cái bang vẫn có đến mấy chục vạn bang chúng. Cơ hồ có thể nói là mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng đều đủ để tạo thành sóng thần nhấn chìm các môn phái khác. Ngoại trừ nhân số đông đảo thì một thế mạnh khác của cái bang đó chính là bang chủ có võ công cực kỳ cường đại. Các đời bang chủ cái bang cơ hồ đều là những nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, tỉ như Kiếm Nhiệm Uông Kiếm Thông. Mặc dù ông ta ở trong chính truyện Thiền Long Bát Bộ đã không còn ở tại nhân thế, nhưng tại sự kiện Nhạn Môn Qua năm xưa chính là một trong những người dẫn đầu, trên giang hồ có uy vọng cực cao. Người kế thừa Uông Kiếm Thông là Tiêu Phong càng là uy chấn võ lâm, được xưng tụng Bắc Kiều Phong, bằng vào hàng Long Thập Bát Trưởng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngay cả là lão tàng quét rác đều bị Tiêu Phong đánh cho thổ huyết. Trên thực tế không chỉ là hàng Long Thập Bát Trưởng, bất kỳ võ công nào vào đến trong tay Tiêu Phong đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mà sau đó bang chủ cái bang như là Hoàng Dung, Gia Luật Tề cũng đều không hề tầm thường, có thể coi là những nhân vật nổi tiếng trong chốn võ lâm. Nhưng ai có thể ngờ rằng đến thời đại Ý Thiên Đồ Long Ký, cái bang lại có xu hướng trở thành tà ma ngoại đạo. Dưới sự mê hoặc của Trần Hữu Lượng, cái bang biến thành tổ chức tà phái. Một lần tai họa võ lâm sớm đã không còn phong thái của năm xưa. Về phần bang chủ Sử Hòa Long cũng là yếu kém. Hắn tất nhiên không phải người xấu, nhưng thiền phú thường thường, chỉ đem hàng Long Thập Bát Trưởng luyện thành 12 trưởng, còn khiến mình luyện tàn phế. Cái bang sa sút như vậy cũng là có trách nhiệm của chính bản thân Sử Hòa Long. Thứ hai đó chính là Minh Giáo. Nếu như nói năm xưa cái bang là môn phái mạnh nhất ngoài ánh sáng, như vậy thì Minh Giáo chính là môn phái mạnh nhất trong bóng tối. Minh Giáo cùng các môn phái khác trong võ lâm có điểm khác biệt lớn nhất, chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói một cách dễ hiểu chính là Minh Giáo kỳ thật giống như là một tổ chức mà không phải là môn phái, bởi vì trong Minh Giáo là tập hợp người của các môn phái. Ví dụ như trong tác phẩm Xạ Điều Anh Hùng Truyện, Chu Bá Thông khi nói đến Cửu Âm Chân Kinh liền nhắc đến sự kiện Hoàng Thường chinh phạt Minh Giáo. Trong nguyên tác của Anh Hùng Xạ Điều thì có một đoạn là viết như sau: Hoàng Thường dẫn đầu quan binh đại bại, ông ta không cam lòng tự mình đi khiêu chiến các cao thủ Minh Giáo, một hơi giết hết mấy tên pháp vương sứ giả. Nào biết được trong số những người mà hắn giết có mấy người là đệ tử của các danh môn đại phái trong chốn võ lâm, cho nên có rất nhiều hào thủ của các phái đều cho rằng Hoàng Thường làm việc không tuân theo quy củ võ lâm. Từ chi tiết này để mà nhận định trong Minh Giáo khả năng là hội tụ tinh anh của các đại môn phái. Cũng chính là từ đoạn miêu tả này có thể biết được một sự thật, đó chính là thời gian trước Minh Giáo cũng không phải là tà phái, bằng không bọn họ làm sao có thể đạt được sự ủng hộ của các môn phái khác trong võ lâm. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Theo góc độ của võ lâm mà nói, lập trường của Minh Giáo vốn cũng không phải là tà phái. Bọn hắn chỉ là từ trước đến nay luôn cùng triều đình đối nghịch. Chỉ là đến thời đại Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Minh Giáo lại thật sự đã sa đọa thành tà phái. Thời gian mà Dương Đình Thiên còn thống lĩnh Minh Giáo, hắn có thể bằng vào uy vọng áp chế quần ma. Mà lại từ sự miêu tả của Dương Tiêu, thì Dương giáo chủ là một người mang tấm lòng cứu vớt thiên hạ thường sinh. Hắn muốn chống lại người Mông Cổ, mà Dương Đình Thiên vừa chết, Minh Giáo liền triệt để sa đọa. Bọn hắn đã gây ra việc ác bất tận. Nếu không phải Trương Vô Kỵ về sau nhập chủ Minh Giáo, chỉ sợ tà phái này sớm đã tại Quang Minh Đỉnh bị chính đạo quần hùng tiêu diệt sạch.
Môn phái thứ ba đó chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngoại trừ Minh Giáo trong truyện Kim Dung còn có một giáo phái rất cường đại khác, tức là Nhật Nguyệt Thần Giáo, ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, có một bộ phận độc giả đều cho rằng bọn họ có thể là một phần của Minh Giáo đã tách ra. Tuy nhiên có thể nhận thấy, hai giáo phái này có phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có giáo chủ kế thừa Càn Khôn Đại Na Di. Hai võ công của lưu phái này hoàn toàn khác biệt, cho nên có lẽ cũng không phải là một phái. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực cũng là không thể xem thường. Chỉ ít ở trong thời đại Tiếu Ngạo Giang Hồ, bọn họ liền có thể thấy thực lực một giáo mà chống chọi với toàn bộ võ lâm chính đạo. Ngũ Nhà Kiếm Phái cùng Thiếu Lâm Võ Đang cùng nhau cũng chỉ là đối trọng với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu không phải Nhậm Ngã Hành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại không biết về sau kịch bản nên phát triển như thế nào. Chỉ có điều mọi người không nên tưởng rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trước đến nay đều là tà ma ngoại đạo. Dưới thời đại mà Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại thống trị, Nhật Nguyệt Thần Giáo đích thật là ma giáo việc ác bất tận. Nhưng ở khoảng thời gian trước đó, mọi việc cũng chưa hẳn như thế. Năm đó Mai Tràng Tư Hữu liền từng nói với Lệnh Hồ Sung về nguyên nhân mà bọn hắn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bọn hắn cũng không phải vì đến làm sằng làm bậy. Nguyên tác có nói, bốn huynh đệ ta thâm nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, bản ý là trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, hảo hảo là một phen sự nghiệp. Nhưng mặc cho giáo chủ tính tình táo bạo, uy phúc dùng riêng, bốn huynh đệ ta ý chí sụt giảm. Sau khi Đồng Phương giáo chủ tiếp quản giáo phái, tìm dùng một bề giác nịch, bốn người chúng ta càng thêm chán nản. Được phái đi lần này có thể rời xa Hắc Mộc Nhai, không cần cùng người khác lục đục với nhau. Thứ hai, nhàn cư Tây Hồ tự do tiêu sái. Từ đây đã không khó để nhận ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo trước kia cũng là nơi nhân tài đông đúc. Trong giáo người đi hơn phân nửa, cũng là hành hiệp trượng nghĩa, mà bằng vào quy mô của bọn họ cũng không thẹn với hai chữ đệ nhất trên võ lâm. Chỉ là giáo phái cũng là một phái dễ bị mê hoặc nhất. Phàm là giáo chủ là một ma đầu, thì người phía dưới cũng khó tránh khỏi bị ngộ nhập lạc lối. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng liền như thế mà sa đọa. Tuy nói rằng môn phái chính đạo sa đọa luôn để cho người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng kịch bản như vậy cũng làm cho cố sự đi theo hướng càng thêm khó bề phân biệt. Chỉ có thể thán phục Kim Dung có sức sáng tác vô cùng phong phú. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy vào cái phần danh sách phát và chọn đến mục phân tích kiếm hiệp Kim Dung. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn những cái nội dung khác mà các bạn yêu thích như là phân tích Tây Du Ký, phân tích Phong Thần Diễn Nghĩa, phân tích Tam Quốc, Thủy Hử, v.v. Và các bạn cũng đừng quên vào cái group Thần Thoại Trung Hoa, để một cái group chuyên bản của vấn đề cổ trang và các thuyết âm mưu. Các bạn có những cái thắc mắc gì liên quan những cái câu chuyện mà các bạn chưa tìm hiểu được thì bạn hãy vào nhóm này để chúng ta cùng bàn luận và nhận được câu trả lời của tất cả mọi người. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái nội dung hấp dẫn tiếp theo.